chiều ngày 12 tháng 4, Ủy ban dân thành phố Hội An đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường năm 2021 với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và xã phường. Hội nghị đã thông tin và thảo luận kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 như công tác chuẩn bị tại các khu vực diễn tập và các giai đoạn nội dung diễn tập, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe đồng chí Lê Chơi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phổ biến quán triệt chỉ thị số 09 ngày 9 tháng 2 năm 2021 của tỉnh ủy về việc lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và chỉ thị số 05 ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021.